gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Đẹp và Thẩm Mỹ. Và đến hẹn lại lên, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một khán giả may mắn của chương trình đã nhận được gói phẫu thuật nâng mũi miễn phí. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khán giả này ngay bây giờ quý vị nhé. Xin chào chị ạ. Dạ, chào Thiên Phi. À, chị ơi, chị giới thiệu tên mình và chị đến từ đâu đi ạ? Chị tên Nguyễn Thị Ngọc Hương, đến từ Tiền Giang. Chị Hương đang làm công việc gì hiện nay ạ? Chị ở nhà nội trợ thôi. Nội trợ thôi. Dạ. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013 ngay bây giờ. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Thiết Vinh. Xin chào chị Ngọc Hương. Dạ. Chị Ngọc Hương ơi, Thiết Vinh thấy chị có vẻ rất là hồi hộp đúng không? Cũng hơi rung. Chắc là chưa bao giờ tham gia một chương trình truyền hình. Chưa. Dạ. Nhưng mà bây giờ là chị rung vì điều gì nữa? Vì hơi lo lắng. Hôm nay thì cũng ngủ cũng không, nói chung cũng hơi lo. Ngủ không được luôn á hả? Vui mừng cũng có mà hồi hộp thì không biết sửa nó ra làm sao, uống sợ không. Dạ. Với chiếc mũi của mình á thì chị thấy là mình có vấn đề gì không? Nó cũng hơi gãy chỗ này. Nó chưa được thẳng. Chưa được thẳng. Rồi bây giờ có bác sĩ ở đây, nhờ bác sĩ đánh giá luôn giúp mình ha. Bác sĩ thì nhìn nhận về cái chiếc mũi của chị như thế nào ạ? Thì đúng như chị Hương nhận định đó, thì cái phần cái góc mũi, tức là phần giữa hai mắt á, thì nó rất là thấp. Nhưng bù lại thì có được cái phần da đầu mũi rất là tốt. Thì đây là một trong những cái thuận lợi mà khi mà chúng ta làm cái phẫu thuật nâng mũi. Những cái dạng đầu mũi này là chúng ta nâng lên tương đối là nhẹ nhàng, dễ nâng cao mà nó không bị căng. Mình đang rất là hồi hộp, không biết là cái chiếc mũi của chị sẽ thay đổi như thế nào. Dạ, nhưng mà trường hợp này mình thì sẽ dùng sụn tự thân hay là sụn nhân tạo bác sĩ? Sau này chúng ta dùng cái phương pháp nhẹ nhàng đơn giản thôi, là dùng sụn nhân tạo là được rồi. Dạ. Không cần phải mổ sụn tay rồi làm phức tạp lên thành hình làm gì. Da nó có tự nhiên không bác sĩ? Da nó vẫn tự nhiên, đối với trường hợp da này. Dạ. Rồi. Và một cái điều nữa là bác sĩ cũng vừa đề cập đến sụn tai, thì Tuyết Vinh cũng đã thấy rất là nhiều ca là chúng ta sử dụng sụn tai để mà nâng mũi. Nhưng mà tại sao lại là sụn tai ạ? À? Không phải là sụn của những vùng khác? Sao không, chúng ta không lấy sụn khác? Dạ. Thì bởi vì sụn tai nó có hai cái đặc tính mà chỗ khác không có. Thứ nhất là nói về độ tương hợp, tương thích với vùng mũi, thì sụn tai nó tương thích với vùng mũi, có nghĩa là nó không bị tiêu đi. Đặt vào nó nuôi được, nó nuôi sống được. Thì phải nói là những cái sụn khác không có. Thí dụ như chúng ta lấy sụn sườn đi, đôi khi sụn sườn nó cũng không phải là cái chất liệu mà gọi là hàng đầu số 1 đâu. Sụn sườn cái tỷ lệ tiêu của nó cũng khá lớn. Cái thứ hai là sụn tay nó có một cái đặc tính mà chỗ khác không có, đó là nó cong. Mà cái đầu mũi của mình á, nó có dạng cong, cái dạng hình cầu, hình cầu. Do đó các nhà phẫu thuật thẩm mỹ làm mũi, người ta chọn sụn tai là vì lý do đó. Có người nói là dùng sụn tai để nâng cái mũi lên. Thật ra cái sụn tai đó, cái nhiệm vụ của nó đó, nó để mà nâng á, cái chiều dày của nó nâng á, thì nó cũng có nâng á, nhưng mà xếp nhiều lớp lên nó mới nâng được. Thì cái nhiệm vụ nâng của cái sụn tai nó ít thôi, nhưng cái nhiệm vụ làm tròn của nó là chủ yếu. Cảm ơn bác sĩ. Tuyết Vinh nghĩ là thông tin này thì cũng rất là nhiều quý vị khán giả chưa có nắm rõ. Còn với chị Hương thì ngày hôm nay chị còn có lo lắng thắc mắc gì muốn hỏi thăm bác sĩ không? Tại đó có bà mợ bà sữa mà sao lâu lâu các bạn phải đi chỉnh lại. Nó méo qua méo lại, bởi đôi khi cũng lo lắng là chỗ đó. Lâu lâu phải đi chỉnh lại, hỏi bác sĩ coi là mình có cần phải chỉnh lại nữa không? Không phải sợ vậy. Dạ. Sữa rồi phải đi chỉnh lại. Lâu lâu phải đi chỉnh lần nữa. Dạ. Thì sợ vậy. Có bà mợ vậy đó, lâu lâu cái bà bị méo trên này, cái bà phải đi chỉnh lại. Mình là bác sĩ thẩm mỹ mà mình nghe còn ghê. Lo lắng hẳn này ngủ không được. Mình làm giống như là bình thường lắm rồi, nhưng mà nghe nó lâu lâu chỉnh lại. Thực sự nếu chúng ta dùng đúng kỹ thuật, chúng ta làm một cái mũi thì nó sẽ có những cái đặc tính. Thứ nhất là đương nhiên là nó phải cao rồi. Thứ hai là nó phải đẹp. Thứ ba là nó phải tự nhiên. Thứ tư là nó phải ngay ngắn. Nó đúng đường giữa. Và không có chuyện mà đi lâu lâu phải đi chỉnh lần. Nếu mà chỉnh như vậy thì nó rõ ràng là về mặt kỹ thuật nó có vấn đề. Kỹ thuật chuẩn thì không bị cái đó đâu, an tâm. Rồi làm lần xài luôn, không có chỉnh gì hết. Rồi. Còn điều gì nữa không? Còn điều gì lo lắng nữa không?
Nói chung nghe nãy giờ bác sĩ nói thì cũng yên tâm dữ lắm rồi. Dạ, vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem sự thay đổi của chị Ngọc Hương như thế nào vào tuần tới quý vị nha. Cảm ơn bác sĩ Khánh Long rất là nhiều đã cùng đồng hành với chương trình và tư vấn rất là cặn kẽ cho chị Hương ngày hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 78 nhịp cảm xúc ngay sau đây.